Hôm nay bọn mình tiếp tục với chủ đề will nhé. Will ngoài ý nghĩa được dùng ở trong tương lai ra thì chúng ta còn có thể nói tới mong muốn làm gì đó. Và với ý nghĩa này thì mọi người rất hay sử dụng lẫn lộn đối với từ want, nhưng mà thực ra hai từ này dùng khác nhau đấy. Will thường được dùng trong giao tiếp thường để chỉ về ý muốn, nhưng là ý muốn áp đặt lên người khác. Ví dụ như khi mình yêu cầu hay mình đề nghị, mình hứa với người khác làm gì đó. Trong khi want thì lại không như thế. Want thường được chỉ về mong muốn về mặt ý nghĩ thôi. Như vậy các bạn nhớ nhá, will là nó đi kèm với hành động, còn want nó chỉ là ý nghĩ, suy nghĩ thôi. Ví dụ như mình có mong muốn mở cửa sổ, mình yêu cầu người khác mở cửa sổ, ví dụ như vậy, thì chúng ta sẽ nói rằng will you open the window? Đó, lúc này là nó đi kèm hành động rồi. Thế nhưng khi chúng ta chỉ muốn nói về mặt ý nghĩ thôi, bạn có muốn mở cửa sổ hay không, mà không đi kèm hành động yêu cầu gì cả, thì chúng ta sẽ nói, do you want to open the window?